Lịch thi đấu World Cup 2018 cục diện trận đấu giữa Bỉ và Nhật Bản đã thay đổi với sự hiện diện của Fellaini và Charlie trên sân. Cả hai đều đã lần lượt ghi bàn để giúp đội nhà lật ngược tình thế giành vé vào tứ kết. Trong đó cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến Fellaini. Cũng giống như ở Man United, cầu thủ có mái tóc xù này lại cho thấy hình ảnh của một quân bài quan trọng, có thể làm thay đổi trận đấu từ băng ghế dự bị. CV của Bỉ đang phát cuồng với Fellaini sau khi anh trở thành người hùng góp phần vào cuộc lội ngược dòng khó tin của đội nhà trước Nhật Bản. Đây là điều không quá khó hiểu. Thực tế là chính sự xuất hiện của cầu thủ đang khoác áo Man United đã làm thay đổi cả hệ thống chiến thuật trên sân của Quỷ Đỏ theo chiều hướng rất tích cực. Bỉ 3-2 Nhật Bản đang tải video vui lòng chờ trong giây lát. Còn nhớ sau trận thắng 3-0 trước Panama tại vòng bảng, tiền vệ Kevin Zeitzer đã công khai chỉ trích ELV Martinez. Anh cho rằng, ông thầy đã quá thận trọng khi bố trí đội hình của Quỷ Đỏ đã lùi sâu, không phát huy hết được sức mạnh tấn công của toàn đội. Tuy nhiên, ở trận đấu với Nhật Bản tại Jakarta, tình trạng đó vẫn không hề thay đổi. Chỉ khi Fellaini và sau đó là Charlie được tung vào sân, Zeitzer mới được trả tự do trên sân. Thoát khỏi cảnh phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự cho Axel, tiền vệ này đã trở lại với hình ảnh của một thiên tài kiến tạo như cách anh đã từng thể hiện trong màu áo CLB Man City. Trong tình huống ấn định chiến thắng 3-2 của Bỉ, chính Zeitzer là người đã châm ngòi cho pha tấn công như trong sách giáo khoa, sau pha bứt tốc và đường chuyền xé toang hệ thống phòng ngự của Nhật Bản. Hazard khen ngợi Fellaini, tiền vệ Eden Hazard đã hết lời khen ngợi đồng đội Maoan Fellaini. Theo ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Chelsea, Fellaini đã tạo nên sự khác biệt khi vào sân.